Chúc bác mấy em bát long cẩu. Hôm nay bạn gái bạn ấy bán bát long cẩu thì giá cũng khá là rẻ các bác. Đấy, có 2 triệu một em bát long cẩu thôi. Đấy, 2 triệu một em bát long cẩu dưới đính đực nha các bác nhé. Đây hai em này. 2 triệu một em bát long cẩu dưới đính đực. Đấy. 2 triệu 6. À con đen là 2 triệu 6. Hai cọc này là giá 1 triệu một con. À, 2 cọc thì 1 triệu một con. Sao này nó có tua rua cổ gì đấy? Dây à? Có đẹp đấy. À. Đây còn chơi cả tua rua nữa. Hay quá nhỉ. Cái hàng bản anh, hàng bản nó buộc dây ấy. À hàng bản. Ở trên bản nó buộc dây đấy mà. Vâng, vừa rồi có số điện thoại lạ gọi nên là rồi các bác xem lại được chưa? Vừa rồi là mất sóng, có người thì gọi đến mất sóng ngay các bác. Đấy. Bát long cẩu đen xì nhé, giá là 2 triệu 6, 2 triệu 6, 2 triệu 8 như này. Hỏi lại vì là dạo này cũng nhiều hỏi nhiều chú cún quá nên là không nhớ rõ lắm. Đại khái con này như là 2 triệu 6 thì phải. Đấy. Còn lại những em vàng như này, bát long cẩu vàng này, bát long cẩu xám này, lại bối kiếm cẩu này, à, em này là thập long cẩu, em này giá 6 triệu, đấy, tức là 10 móng treo, đấy, 10 móng treo, huyền đề treo các bạn. Con đen này là 2 triệu 6 đúng không? Đúng rồi. Đấy, bên là sù đen các kiểu, à sù nâu đỏ, đấy, con này nâu tím đấy, có 2 em nâu tím. Em sù tầm 6 tháng, sù đỏ 6 tháng, em này có giá là 10 triệu này. 6 tháng cái lông đầu nó vẫn chưa thay lông xong này. Đấy, còn răng riếc các cái là thay xong hết rồi. Đấy, và phần lông ở trên người đã thay rồi. Đấy, dòng sù này thì muốn đẹp thì phải trả chút để mới đẹp được các bác nhé. Ui. Nước chảy nhiều quá. Vâng, lúc bác nào hỏi vẹn thì em sẽ quay xuống hỏi. Quay bác vẹn này cho bác cùng xem nhé. Mông cọc vẹn nhé. Đấy. Hai em này đều có giá là 2 triệu rưỡi. Em này đang thay lông này. Đấy. 2 triệu rưỡi một em. Đấy. Giá khá là rẻ luôn. Em này thì vẹn hổ luôn từ đầu đến chân này. Đấy. 2 triệu rưỡi một em. Em này cũng vẹn hổ nhé. Hai em vẹn hổ như nhau này. Đây, mình ghế này ngồi thắt. Này, bạn vẽ, kẻ vẽ từ đầu đến chân này. Đang thay lông. Đây là cái đuôi nó đang mỏng. Em này là chuẩn hơn. Cái này thì bạn vẫn vẽ còn là kẻ vẽ. Và em này thì cái lòng phần lông vàng ấy nó ít hơn. Em này vàng hạt luôn này. Vàng hổ luôn các bác nhé. Còn em này thì gọi là vẹn. Cũng là vẹn hổ mà bạn này là dòng hâm cọc. Các bạn này đều đốm lưỡi. Bạn này thì tai dựng tự nhiên của bạn này thì cũng đốm lưỡi nhiều các bác nhé. Hai em đều đốm lưỡi nhiều hết.